Vào ngày 23 tháng 6 năm 1972, một huyền thoại đã được sinh ra tại La Castellane, ngoại ô phía bắc của thành phố Marseille, nước Pháp. La Castellane lúc đó là một khu vực mà dân nhập cư sinh sống rất nhiều, kéo theo tỷ lệ tội phạm và thất nghiệp cao ngất ngưởng. Bố của Zidane, ông Smail Zidane lúc đó là một người trông coi khó, đã vô cùng nỗ lực làm lụng để gia đình mình có cuộc sống khá giả. Là một cậu con út, lẽ dĩ nhiên Zidane rất được cưng chiều. Cậu nhóc ấy thoải mái rong chơi và bắt đầu biết tới bóng đá từ khi mới được 5 tuổi. Cùng với bạn bè đồng trang lứa, Zidane chơi bóng ở quảng trường chính gần nhà. Quảng trường Las de la Tasta ngày đó là nơi những đứa trẻ vẫn thường hay nô đùa buổi chiều. Bóng đá với những đứa trẻ tại La Castellane khi đó chỉ là một trò chơi giải trí. Nhưng rồi cũng trên nền sân bê tông ấy, cậu bé Zidane đã tìm ra đam mê của mình, bất chấp cho việc lựa chọn bóng đá để đổi đời với một đứa trẻ trong gia đình nhập cư từ Bắc Phi. Nghe có vẻ vô cùng khó khăn nhưng Zidane không quan tâm, anh cứ chạy mãi theo trái bóng. Năm 1981, Zidane tham gia đội trẻ của Mỹ Sanctuary. Sau khi lần lượt thi đấu ở những câu lạc bộ trẻ thì cuối cùng tài năng của anh cũng được phát hiện ở trung tâm huấn luyện tại Crep. Nhờ vào một số lời đề nghị, Zidane tham gia đội trẻ của Ekan. Khi đó anh vừa mới 14 tuổi và chấp nhận rời xa gia đình để tìm kiếm sự nghiệp. Huấn luyện viên của đội khi đó đã bị cuốn hút khi nhìn thấy Zidane chơi bóng với những kỹ thuật cá nhân thiên phú. Trong những năm bôn ba giữa các đội trẻ, đi đến đâu thì Zidane cũng đều phải chịu những gièm pha và xúc phạm từ những đứa trẻ khác bởi gốc gác của mình. Có một lần không thể chịu đựng, sự tức giận đã khiến anh đấm vào mặt những kẻ xúc phạm mình. Sau đó anh bị phạt phải lau chùi và dọn dẹp. Sau khi kết thúc quãng thời gian 3 năm thi đấu cho đội trẻ, Zidane ký hợp đồng chuyên nghiệp 4 năm với câu lạc bộ. Ngày 18 tháng 5 năm 1999, Zidane có màn ra mắt chính thức cho đội 1 của Can ở Ligue 1 tại trận gặp Năng. Đến ngày 8 tháng 2 năm 1991, anh ghi được bàn thắng đầu tiên và giúp đội nhà giành chiến thắng, sau đó cùng đội bóng giành vé chơi tại UEFA Cup. Tuy nhiên ngày này sau đó, Can sớm bị loại khỏi cúp UEFA và bị xuống hạng. Zidane chuyển đến Bordeaux vào mùa hè năm 1992 khi vừa tròn 20 tuổi. Anh đã ghi 10 bàn thắng trong mùa bóng đầu tiên và 6 bàn tròn 3 mùa bóng kế tiếp và trở thành linh hồn của đội bóng. Năm 1995, anh cùng Bordeaux vô địch Intertoto Cup và đạt được vị trí Á quân tại UEFA Cup mùa giải 95-96. Cũng tại giải đấu này, ở trận bán kết với Slavia Praha, anh đã trình diện làng bóng đá thế giới cũ lừa bóng điệu nghệ theo kiểu xoay người 180 độ và nhiều cầu thủ sau đó đã bắt chước. Tên tuổi của cầu thủ trẻ người Pháp bắt đầu vang dội khắp châu Âu. Sự nghiệp bóng đá của anh bắt đầu khởi sắc khi trở thành cầu thủ Juventus vào năm 1996. Nhà đương kim vô địch Champions League năm đó đưa anh về với giá 3 triệu bảng Anh. Tuy nhiên dư luận nước này lại không mấy mặn mà với thương vụ này do kỳ Euro 96 đang đến gần. Tại Euro 96, tuyển Pháp chơi không thực sự thuyết phục, họ bị loại tại bán kết sau loạt sút luân lưu với Cộng hòa Séc. Khi đó báo chí mới bắt đầu tìm kiếm đề tài để viết. Họ cho rằng việc mua Zidane là một hành động quá phung phí. Trước khi bản hợp đồng này được ký kết, người đại diện của Zidane còn mang anh đến để dạm hỏi Newcastle. Thế nhưng những tuyển trạch viên của câu lạc bộ này không tin Zidane đủ giỏi để chơi tại giải hạng nhì Anh khi đó. Và có lẽ đấy là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời họ. Zidane thực sự đã không có khởi đầu suôn sẻ tại Italia khi những giáo án thể lực ở đây khiến ông kiệt sức. Đồng thời vị trí tiền vệ con thoi trong sơ đồ 4-3-3 khiến ông không thể phát huy hết năng lực của mình. Mãi đến khi Marcello Lippi chuyển về sơ đồ 4-4-2, Zidane mới có cơ hội để chứng tỏ nhiều hơn. Mùa đó, Zidane đã cùng Juventus giành Scudetto mùa 96-97 và cúp liên lục địa nhưng lại thất bại trong trận chung kết C1 năm ấy với tỷ số 1-3 trước Borussia Dortmund. Năm đó cũng chính anh giành giải cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm của Serie A, được bình chọn vào đội hình huyền thoại châu Âu đương đại để thi đấu với huyền thoại thế giới đương đại. Anh đã ghi được 7 bàn sau 32 trận để giúp Juventus giữ lại Scudetto mùa tiếp theo. Nhưng cũng lần thứ hai liên tiếp thất thủ trong trận chung kết C1, lần này là trước Real Madrid. Mọi thành quả của Zinedine Zidane vì những lẽ đó mà liên tiếp bị nhiều người phủ nhận. Mùa hè năm 1998, Pháp đăng cai World Cup với tư cách là một nước chủ nhà cùng rất nhiều kỳ vọng ở thế hệ vàng năm đó. Người dân đất nước này đã chờ đợi quá lâu khi hai kỳ World Cup trước đó, họ đều không vượt qua được vòng loại. Với lối đá chắc chắn, tấn công nhanh và chuẩn xác, những chú gà trống Gora đã tiến một mạch vào trận chung kết. Pháp toàn thắng 3 trận vòng bảng, đánh bại Paraguay ở vòng 16 đội, vượt qua người Ý trên chấm 11m tại tứ kết và chiến thắng Croatia 2-1 ở bán kết. Đối thủ cuối cùng của họ chính là Brazil và hai cú đánh đầu chuẩn xác của Zinedine Zidane đã đưa người Pháp lên ngôi vô địch sau hơn nửa thế kỷ tham dự giải đấu này. Chiến công này đã góp phần đưa Zidane giành quả bóng vàng năm đó, trở thành cầu thủ gốc Phi thứ hai sau Georges Weah giành được danh hiệu này. Hai năm sau ở Euro 2000,
Vinh Quang lại gọi tên Zidane và đội tuyển Pháp một lần nữa. Hai bàn thắng đắt giá của anh trong trận tứ kết gặp Tây Ban Nha và trận bán kết gặp Bồ Đào Nha đã đưa đội tuyển Pháp lên đỉnh châu Âu, đánh dấu một trong những thời kỳ huy hoàng nhất của nền bóng đá quốc gia này. Mùa giải 2000-2001 là một mùa giải thất bại với Juventus khi họ để thua Scudetto vào tay của Roma. Juventus cũng thi đấu không thành công ở cúp C1 năm ấy. Còn Zidane thì phải lĩnh chiếc thẻ đỏ khi húc đầu vào cầu thủ của Hamburg. Chiếc thẻ đỏ này cộng với chiếc thẻ đỏ tại Serie A lúc đó khiến Zidane mất khá nhiều điểm trong cuộc bầu chọn quả bóng vàng năm đó. Ở kỳ chuyển nhượng hè, Zinedine Zidane gia nhập Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 77,5 triệu euro với điều kiện phục vụ 4 năm. Và rồi anh cùng dàn sao của Los Blancos giành chiến thắng chung cuộc trong trận chung kết Champions League 2002 trước Leverkusen. Trong đó có cú volley biểu tượng của Zidane. Pha lập công này luôn được giới chuyên môn đánh giá là bàn thắng đẹp nhất lịch sử các trận chung kết cúp châu Âu, nhiều lần lọt vào top những siêu phẩm của thời đại. Mùa giải 2002-2003, Zidane cùng Madrid vô địch La Liga và đó cũng là danh hiệu vô địch cuối cùng của đời cầu thủ. Ở World Cup 2002, Zidane bị chấn thương ở đùi và không thể tham gia thi đấu trong hai trận đầu tiên. Pháp đã bị loại sau khi chỉ giành được một điểm ở vòng bảng. Điều đó đủ thấy anh có vai trò quan trọng như thế nào trong đội tuyển Pháp. Ngày 13 tháng 6 năm 2004, sau khi Pháp bị Hy Lạp loại khỏi Euro 2004, Zidane tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá quốc tế. Tuy nhiên khi thấy đội tuyển quá chật vật với vòng loại World Cup 2006, theo lời mời của huấn luyện viên Raymond Domenech, Zidane trở lại đội tuyển và ngay lập tức được trao chiếc băng đội trưởng. Với Zidane trở lại, Pháp thi đấu khởi sắc hẳn lên và lọt vào vòng chung kết World Cup. Với 4 điểm sau 3 lượt trận, Pháp tiến vào vòng 16 đội gặp Tây Ban Nha, nơi những chú gà trống giành chiến thắng 3-1, trong đó Zidane ghi một bàn. Anh còn kiến tạo cho Patrick Vieira ghi bàn và tự mình ghi bàn kết liễu Tây Ban Nha vào phút 91. Pháp gặp lại Brazil ở tứ kết. Lão tướng này đã làm lu mờ tất cả dàn sao của Brazil bằng một phong độ đỉnh cao. Từ đường sút phạt của ông, Thierry Henry đã ghi bàn thắng quyết định đem về chiến thắng 1-0. Tại bán kết, Zidane đã thực hiện quả penalty quyết định giúp Les Bleus vào chơi trận chung kết, nơi những người Ý đang chờ. Chỉ 7 phút sau tiếng còi khai cuộc, Zidane đem về lợi thế dẫn bàn cho tuyển Pháp bằng quả penalty đẳng cấp theo kiểu Panenka. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài được 12 phút trước khi Materazzi ghi bàn thắng quân bình tỷ số. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc mất kiểm soát của Zinedine Zidane, ông đã dùng đầu húc mạnh vào cầu thủ đội bạn là Marco Materazzi ở hiệp phụ thứ hai. Trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ đỏ. Hàng triệu người xem World Cup qua màn ảnh nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra. Những tiếng la ó xuất hiện khắp khán đài. Các bác sĩ nhanh chóng chạy vào. Chỉ duy nhất Zidane là bình thản đến lạ thường. Anh đi về phía đường hầm, ngang qua chiếc cúp vàng danh giá với cái đầu cúi gằm. Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử World Cup kết thúc trận đấu cuối cùng của mình, cũng là một trận chung kết theo một cách không thể buồn hơn. Đội Pháp đã bước vào loạt đá luân lưu mà thiếu đi thủ lĩnh của mình, rồi nụ cười đã đi về phía người Ý. Nhưng điều đặc biệt là kể cả điều đó có xảy ra thì người hâm mộ của nước Pháp chẳng ai ghét ông cả. Họ vốn đã dành cho cầu thủ này một tình yêu đặc biệt. Họ yêu cái đẹp, nghệ sĩ đầy nét Pháp trong phong cách của cầu thủ này. Ông vốn đã là đứa con, là thủ lĩnh, là huyền thoại của nền bóng đá đất nước hình lục lăng. Zidane đã từng phải đối mặt với vô số hành động phân biệt chủng tộc ngay khi ông còn là một cậu thiếu niên. Và rồi đến một ngày không thể kiềm chế nữa, ông buộc phải đánh trả lại. Và rồi cái khoảnh khắc ấy có lẽ đã diễn ra một lần. Ít nhất là theo những gì ông kể lại rằng ông không thể chịu đựng khi dòng máu và gia đình của mình bị xúc phạm. Người Pháp hiểu ông, sao họ có thể giận ông được. Rời sân cỏ, Zidane vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá. Ông trở thành cố vấn cho câu lạc bộ Real Madrid. Tháng 6 năm 2016, Real Madrid thông báo sa thải huấn luyện viên Rafael Benitez và chỉ định Zinedine Zidane ngồi vào chiếc ghế nào. Và chưa đầy 5 tháng sau, ông giành danh hiệu Champions League cùng kền kền trắng. Từ một vị trí đóng thế cho Rafael Benitez, ông tiếp nhận Real với vô vàn rắc rối và hỗn loạn. Nhưng rồi chính ông đã kiểm soát mọi thứ để rồi phần thưởng cho ông là hình ảnh người hùng với danh hiệu Champions League lần thứ 11. Sau thành công đó, người ta bắt đầu so sánh ông với Roberto Di Matteo. Hồi năm 2012, Di Matteo đứng lên dẫn dắt một Chelsea đầy bạc nhược. Và kỳ diệu thay, ông cùng Chelsea đi một mạch đến chung kết Champions League, nơi họ vượt qua Bayern Munich ở loạt luân lưu ngay trên sân Allianz Arena. Đó cũng là danh hiệu châu Âu đầu tiên của Chelsea. Nhưng rồi đây là những gì mà Zidane đã làm được sau 3 năm trên chiếc ghế nóng ở Real Madrid. 3 UEFA Champions League liên tiếp, 1 La Liga, 1 siêu cúp Tây Ban Nha, 2 FIFA Club World Cup, 2 siêu cúp châu Âu. Hình ảnh của Zidane trong sự nghiệp luôn gắn liền với một vẻ đẹp khó tả. Dù là trong khoảnh khắc chia tay, người đàn ông ấy vẫn hiên ngang và lừng lững. Ông đã có vô số danh hiệu trong sự nghiệp của mình,
kể cả với cương vị của một cầu thủ hay là của một huấn luyện viên. Có lẽ Zidane sinh ra là để đá bóng, để chinh phục những danh hiệu, để trở thành một trong những huyền thoại bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Và lạ kỳ thay, đó là một cầu thủ chưa bao giờ hết thời.